Nuôi dưỡng thứ này, cuộc đời tràn ngập may mắn, phúc đức đủ đầy, phú quý không bao giờ cạn. Quý vị thân mến, chỉ có những người có ánh nắng trong tim mới cảm nhận được ánh nắng của thực tại. Nếu ngay cả vẻ mặt của mình cũng đau khổ, thì cuộc sống làm sao mà tốt đẹp được? Cuộc sống luôn là một tấm gương phản ánh hình ảnh của chúng ta. Khi chúng ta khóc, thì cuộc sống cũng khóc. Khi chúng ta cười, thì cuộc đời cũng sẽ cười theo. Nhân gian phức tạp, tránh sao được những chuyện không vừa ý. Nhưng chỉ một nụ cười của bạn có thể xóa tan ngàn muộn phiền. Và trên hết, nụ cười cũng chính là thứ tạo ra và nuôi dưỡng phúc khí một cách mạnh mẽ, giúp bạn thành công và may mắn thật nhiều. Trong cuộc sống có 5 loại nụ cười. Nếu học được nó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rộng mở hơn. 1. Cười thản nhiên là một loại điềm tĩnh. Nếu trong lúc nguy nan, bạn có thể thản nhiên mỉm cười, đây là một loại điềm tĩnh. Có một câu chuyện như sau. Trong Thế chiến thứ 2, khi Quý Di Lâm 24 tuổi, anh đã vượt hàng ngàn dặm để sang Đức du học. Sau 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đoàn tàu cũng đến Berlin. Lúc đó, nước Đức đang lâm vào cảnh tan hoang trong khói lửa chiến tranh, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Quý Di Lâm ẩn náu trong viện nghiên cứu để đọc tài liệu. Máy bay gầm rú trên đầu, còn ở dưới bụng của anh ấy đang cồn cào vì đói. Anh ngồi giữa một chồng sách và đọc chúng không biết mệt, và bất cứ khi nào anh đọc được điều gì đó thì anh đều hết lời khen ngợi. Các bạn học xung quanh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng Quý Di Lâm vẫn thản nhiên cười và nói: "Sự thú vị của điều này, người ngoài cuộc không thể nào hiểu được." Bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Quý Di Lâm đều có thể giữ được tâm thái ôn hòa, điềm đạm. Quý Di Lâm chia sẻ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cuộc sống sẽ không bao giờ chỉ có nỗi đau. Người xưa có câu, vật cực tất phản. Khi cuộc sống tồi tệ đến một mức độ nào đó, nó sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn. Trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy rất khó vượt qua, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng sau khi hoàn thành nó, chúng ta mới biết rằng, nếu có thể kiên trì bước tiếp thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được. Dù hoàn cảnh thay đổi thế nào, cuộc sống luôn cần sự bình lặng, trên môi nhất định cũng cần nở nụ cười. Như Đào Uyên Minh đã từng nói, giữa sóng lớn, không vui cũng không sợ, điều gì làm nên thì tận lực mà làm, không cần tự mình lo lắng. 2. Cười thoải mái là một loại tự tin. Khi bị người khác coi thường, bạn vẫn có thể mỉm cười thoải mái, chính là một loại tự tin. Mà thật nói, niềm tin mạnh mẽ có thể giúp những người bình thường làm được những điều đáng kinh ngạc. Trên đường đời, điều đáng sợ nhất là dừng lại ở chỗ cũ và đặt ra giới hạn cho cuộc sống của mình. Như thế, bạn sẽ tự mình hủy đi cơ hội vượt qua những giới hạn của bản thân để có thể tiến bộ hơn. Năng lượng lớn nhất trên thế giới đến từ nội tâm của chúng ta. Chỉ khi nội tâm của bạn mạnh mẽ, bạn mới không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác. Do vậy, khi bạn có thể thản nhiên mỉm cười đối diện với sự xem thường của người khác, thì bạn tự nhiên sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. 3. Cười nhẹ là một loại độ lượng. Khi một người dù việc tốt hay xấu đều có thể tiếp nhận, không coi trọng được mất, cũng không tính toán chi li, có thể an nhiên mà cười nhẹ cho qua, thì nội tâm của người ấy đã trở nên vô cùng độ lượng và khoan dung. Hoa càng nhạt càng thơm, nước càng nhạt càng trong, người càng nhạt càng tĩnh lặng, tâm càng nhạt càng rộng lớn. Nếu bạn có thể bớt đi những ham muốn vật chất, thì cuộc sống sẽ ngày càng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Khi đó bạn mới có thể tận hưởng niềm vui và ý nghĩa thật sự trong cuộc sống này. 4. Cười thong dong là một loại hào khí. Inamori Kazuo được xem là một huyền thoại của giới kinh doanh Nhật Bản. Ông đã từng nói rằng cuộc sống luôn đầy những sóng gió, nhưng sóng gió cũng là một loại tôi luyện. Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ là vấn đề về thời gian. Khi bạn có thể thong dong tự tại, mỉm cười trước nghịch cảnh, thì con đường sẽ tự nhiên được mở lối. Khó khăn cũng tự nhiên có thể vượt qua được. Có câu nói rằng, non cao cũng có đường trèo,
đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi. Khi đương đầu với những sóng gió, những chông gai trong cuộc sống, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là sống tốt và kiên trì làm tốt những việc mình nên làm. Bạn sẽ nhận ra rằng, đến một lúc nào đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, chín chắn và có thể vượt qua được bất cứ thử thách nào. Trong quá trình này, bạn có thể gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng hãy coi nó như một câu chuyện thú vị để kể lại cho con cháu khi bạn về già. Khi càng than thở, bạn càng chìm sâu vào khó khăn. Nhưng khi có thể mỉm cười trước khó khăn, bạn sẽ đủ sức vượt qua mọi trở ngại. Vì vậy, bạn hãy học cách để biến khó khăn thành niềm vui, để từ đó bản thân có thể hoàn thiện và trưởng thành hơn trong cuộc sống. 5. Cười lạc quan là một loại cảnh giới. Khi gặp phải những thất bại trong cuộc sống, bạn vẫn có thể mỉm cười lạc quan, thì cảnh giới nội tâm của bạn đã rất cao rồi. Có một cách đơn giản giúp bạn có thể lạc quan trong cuộc sống, đó là mỗi ngày đứng trước gương cười lớn 3 lần. Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc và mọi phiền muộn trong ngày sẽ tan biến. Quý vị thân mến, có hai liều thuốc tốt nhất để giúp bạn vượt qua trạng thái suy sụp: một nụ cười vui vẻ và một giấc ngủ ngon. Khi bạn có thể nở nụ cười trước những đau khổ, thử thách gay gò, lời đàm tiếu của người khác, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngày càng hanh thông và suôn sẻ. Chỉ có những người có ánh nắng trong tim mới cảm nhận được ánh nắng của thực tại. Nếu ngay cả vẻ mặt của mình cũng đau khổ, thì cuộc sống làm sao mà tốt đẹp được? Cuộc sống luôn là một tấm gương phản ánh hình ảnh của chúng ta. Khi chúng ta khóc thì cuộc đời cũng khóc. Khi chúng ta cười thì cuộc đời cũng cười theo. Nụ cười xuất phát từ nội tâm, không tự ti, không kiêu ngạo, không khinh thường kẻ yếu, không xu nịnh kẻ mạnh hơn. Nụ cười giả tạo thì giống như đang đeo một tấm mặt nạ, sẽ không hề bền lâu. Một khi tấm mặt nạ được tháo xuống thì sẽ lộ nguyên hình. Nụ cười vô tư lự, không cần mục đích ẩn sâu. Dù là đối với cấp trên hay cấp dưới thì nụ cười kia vẫn không thay đổi. Mỉm cười là tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng cuộc sống này. Bạn mỉm cười càng nhiều với người khác thì người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn càng nhiều hơn. Có ai lại nỡ khó chịu với một người đang cười tươi không? Sau khi bị người khác hiểu lầm, bạn có thể chọn giận dữ hoặc mỉm cười. Thông thường sức mạnh của nụ cười sẽ lớn hơn, bởi vì nụ cười sẽ làm rung động trái tim người khác. Hơn nữa, tấm lòng rộng rãi, thản đãng cũng khiến đối phương thấy mình nhỏ bé và xấu xí. Người ngay thẳng sẽ tự được thành mình, người giả dối sẽ tự bị chìm đắm. Đôi khi giải thích quá nhiều và tranh chấp là không cần thiết. Đối với những người vô lý và cố tình vu khống, hãy cứ mỉm cười với anh ta. Còn lại, hãy để thời gian trả lời. Ngày trước, có người nói lý thuyết của Einstein sai rồi. Nói rằng sẽ có 100 nhà khoa học liên kết với nhau để làm chứng. Einstein biết được việc này thì chỉ mỉm cười. Ông nói, 100 người sao? Cần nhiều người như vậy sao? Chỉ cần chứng minh được tôi sai thì một người là được rồi. Lý thuyết của Einstein đã trải qua khảo nghiệm của thời gian và những người đó đã bị đánh bại bởi một nụ cười của ông. Trong cuộc sống mà có những bước lùi, hiểu lầm, thất bại thì đó là chuyện bình thường. Muốn cuộc đời suôn sẻ thì trước hết hãy xóa bỏ những vướng mắc trong tâm trí. Bản chất của nụ cười là tình yêu thương. Biết yêu thương người thì nhất định không phải là một người tầm thường. Mỉm cười là tấm danh thiếp tốt nhất trong cuộc sống. Ai lại không muốn kết bạn với một người lạc quan vui vẻ? Mỉm cười có thể mang lại cho bản thân một loại tự tin, cũng khiến người khác tin tưởng và muốn gần gũi chúng ta hơn. Mỉm cười là một ngôn ngữ tuyệt vời nhất giữa những người bạn. Một nụ cười thay cho ngàn lời nói. Dù là lần gặp mặt hay đã quen nhau từ lâu, nụ cười có thể mang đến cho mọi người gần nhau hơn, giúp sưởi ấm đối phương và cũng là sưởi ấm chính mình. Mỉm cười là một loại tu dưỡng và nó là một loại tu dưỡng rất quan trọng. Bản chất của nụ cười là sự thân thiết, khích lệ và ấm áp. Những người thật sự biết cách mỉm cười sẽ dễ dàng có được sự cảm mến của người khác.
nhờ đó mà dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Một nụ cười tươi xóa ngàn ưu phiền, phá bỏ giãn cách, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, và nó còn tốt hơn cả vạn lời nói.